đến cụ có lời muốn cảm ơn đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Hải. Vâng, bây giờ ông cho hỏi ông tên là gì ạ? Tôi Huỳnh Văn Nghiệp, sinh năm 1951, Ông quê đâu ạ? ngụ khu vực Hòa Thạnh, phường Thế Hòa, huyện Hóc Môn, tỉnh Cần Thơ. Hôm nay ông đến gặp đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Hải có việc gì ạ? Là cách đây ngày 17 tháng 9 vừa qua rồi, khi đi gửi tiền ngân hàng thì tôi có thằng trai Huỳnh Thanh Vũ, sinh năm 1984, nó sai lầm cái là nó sợ tôi tuổi già cho nên nó mới giật cái sách tiền tôi, nó đem nó tự động nó đưa cho chị nó gửi mà rồi nó trốn luôn. Thì tôi kiếm trong thời gian mà điện đài không được nó, tôi mới có lên Bình Dương này nhờ hiệp sĩ Hải, thì anh em cũng giúp đỡ cho tôi để tìm ra nó, rồi trong 4 ngày dài nó mới trở về, nó xin lỗi và nó nhìn nhận cái khuyết điểm của nó trả lại số tiền của tôi đủ 170 triệu. Thì hôm nay tôi có lên tại trung tâm của Bình Dương này để gặp của phe anh Hải, giúp cho cộng đồng xã hội mà không nhận một đồng bạc mà cũng không nghĩ gì cái công sức, thì cái đó thật là nhờ ơn của các đội của anh Hải. Thì hôm nay tôi cũng xin theo đáng lý ra có Huỳnh Thanh Vũ để nó nhận cái khuyết điểm với cộng đồng và tất cả với mọi người xã hội, nhưng nó hoàn cảnh nó quá nghèo, nó đi mần hồ, nếu nó nghỉ thì nó sẽ khổ, con nó không có gạo thóc ăn. Rồi hôm nay tôi là cha nó Huỳnh Văn Nghiệp, tôi cũng xin lỗi cộng đồng, bởi vì tôi cũng thiếu cái dạy con mà nó thiếu cái suy nghĩ nó làm như vậy, chứ từ nhỏ lớn nó chưa có cái một lần nào mà nó sai phạm. Thì hôm nay lần đầu tiên thôi cũng mong cộng đồng để mà thông cảm, con nó bảo vệ như cho cha nhưng nó bảo vệ không đúng cái tư cách, nó làm cho nó đi đến cái chuyện lớn lao như gì. Thì tôi hôm nay tôi cũng xin lỗi với cộng đồng mạng, tất cả anh em tha thứ cho Huỳnh Thanh Vũ. Giờ đây tôi cũng nhờ cái khoe của anh hiệp sĩ Hải để giúp cho những người đã bị oan ức hoặc những cái gì mà không đúng với cái pháp luật thì can thiệp để giúp ích cho đời cho xã hội. Đây tôi cũng thành thật mang ơn ban của anh hiệp sĩ Hải giúp đỡ cho tôi được yên tâm, hôm nay nó đã trả đủ 170 triệu. Ông cho tôi hỏi là thế khi ông về thì anh Huỳnh Thiên Vũ đây anh có gây khó dễ gì cho ông không? Không, nó về nó xuống nước nhỏ không à, mãi ra con trả lại phải có công ăn chứng con mới chịu, để sao cho nó ngược sao. Cái tôi mới qua tôi mời hai chú công an qua giùm, cái người ta là cái này chuyện nhỏ gia đình dàn xếp đi, còn nếu mà tới tôi là việc lớn đó, là phải đi tù đó, giàu của cha mẹ cũng là cái tiếng cúp giật đó. Rồi mấy chú công an là thôi gì giải quyết nội bộ đi, không được cho tôi hay. Rồi khi đó thì nó víu nó nghe lời nó đi rút trả lại tôi. Thế khi đi rút trả lại rồi thì là có những ai ở đấy làm bằng chứng là anh ấy đã trả lại tiền ông ạ? Có, tôi có quay phim đàng hoàng vô điện thoại luôn. Cũng có quay phim phim tất cả lại để đúng không? Nhà số tiền để trước mặt tôi rồi hai đứa ngồi đó rồi tôi nó trả lại đàng hoàng hết. Thế ông trả là có những ai không? Nhà có mấy bà cha con à, người ta là cái việc này nội gia đình bàn tính đi. Rồi. Thì hôm nay cũng nhờ cộng đồng mạng cũng thông cảm, bởi vì hoàn cảnh nó cũng nghèo, nhưng mà nhỏ lớn xét thấy ra nó cũng chưa có gì sai phạm hết, mới lần đầu tiên này mà nó làm là để bảo vệ tuổi già tôi, nhưng mà nó làm nghịch ý tôi vậy cho nên điện đài không được, tôi bắt buộc tôi phải nhờ hiệp sĩ Hải để mà giúp tôi cho nó đối diện với tôi đó. Rồi, Thì nếu hôm nay đã thành công. ông cho hỏi là ơi ông cho hỏi là bây giờ mà hôm ấy mà ông không nhờ đội hiệp sĩ, ông có nghĩ ông lấy lại được số tiền mà con của ông cướp giật không? Nếu không có hiệp sĩ Hải là không thể nào gặp nó rồi, bây giờ nó trốn luôn mà trong 5 7 ngày không điện đài được, Nên là chị phải em nó cũng không điện được ai hết, nhưng một đứa thì nó gửi tiền còn đứa là lấy tiền, hai chị em nó đồng lõa, tôi giận dữ lắm. Nhưng hôm nay thì nó biết sai rồi, Huỳnh Thanh Kiều thì nó đứng nó gửi số tiền tôi, rồi nó là con gái, con gái gửi thì con trai là con đi rút, trai thì lấy đưa con gái. con trai lấy là con trai lấy đi đưa qua cho con gái. Nó là bảo vệ cho cha, mà bảo vệ sai lầm như vậy đó. Thế ông bây giờ có muốn nói gì với anh Hải không? Giờ tôi cũng nhờ chú Hải rồi cũng điều thứ nhất
mang ơn cái đội của Hiệp Chí Hải, sau nữa thì cũng thông cảm mà tha thứ cho Quỳnh Thanh Vũ này, nó mới sai phạm lần đầu tiên thì cũng đây cũng mang ơn Hiệp Chí Hải giúp tôi nhiều công trận để anh em cực khổ tìm kiếm này kia rồi loan thông tin, thì đó tôi thành thật biết ơn và lấy sự cộng đồng lấy công bằng cho tôi hôm nay được tốt đẹp. Vâng, thông qua video này cô bác ở trên cộng mạng hãy lưu ý đấy, trường hợp mà muốn cất tiền giữ tiền cho ba mẹ đấy, thì không nên gọi là cướp giật như chàng thanh niên này đấy, rồi để đến ba lên gặp đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải rồi lúc đăng lên mạng thì thấy xấu hổ đấy, nếu mà không đăng lên mạng chắc là thanh niên này cũng không trả lại tiền ông, nên là rất khó chịu. À, thôi con xin chúc ông một buổi sáng vui vẻ nhé ông nhé. Dạ Vâng, dạ chúc ông sức khỏe. Vâng, chào ông. Vâng. xin chào tất cả cộng đồng mạng và mang ơn của băng của anh Hiệp Sĩ Hải giúp đỡ cho tôi. Ai gặp khó khăn gì cứ liên hệ qua số điện thoại 0913 785 858 gặp đội hợp sĩ Thanh Hải chúng tôi. Xin giúp đỡ cho bà con mọi miền trên đất nước. Ai đến đây đầy đủ thông tin sự thật là chúng tôi sẽ giúp hết mình. Cứ đứng 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 ở đây. Mong bà con cô bác ai gặp khó khăn thì cứ liên hệ qua. Quay thì đứng nghe mé rồi em quay nó xong. Quay trong quay không quay qua đây. Quay vô nhỏ đéo gì quay. Treo. Chết rồi. Em biết cũng xin cảm ơn bà con cô bác trong cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Cái đồ đứng đây em bị sợ. Đúng không? Chỗ nào mét mét em quay đầu ra này thấy không?